Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu các bác là cái củ bát súp subwoofer củ loa 15 inch từ 107 côn 76, công suất khởi chạy là 350W, công suất chương trình là 700W các bác nhé. Công suất tối đa là 1400W trên tải 8 ohm, sensitivity đầu vào là 91 dB. Đấy, 91 dB, ok, tháo hết ốc rồi. Đây là củ loa bát 40, hàng này là hàng Vina Cafe nhé các bác nhá, nhưng là hàng Việt Nam. Đấy, nhiều ông bạn tháo ra. Thì đây là củ bát, nó có một trọng lượng rất là nhẹ nhàng, không quá nặng nề như một số củ bát đặc biệt trên thị trường. Củ này chính thức là củ của Việt Nam, do công ty Phúc Thịnh sản xuất. Củ này thì vừa sáng nay em có nắp trên một cái thùng. Thùng này là thùng demo, thùng mẫu nhá. Thì em đang sử dụng chính cái thùng này là thùng mẫu. Khối lượng thùng là 188 lít. Khối lượng bên trong thùng này to cực kỳ luôn, 188 lít, và nó ra được cái tần số đáp ứng tại trừ 3 dB là 38 Hz các bác nhé, tại trừ 3 dB 38 Hz, cân bằng là 43 Hz, đúng tần số cộng hưởng. Và con này nó có một cái nhịp tần số đánh rất là êm và sâu. Con này thì phù hợp với các bác chơi trong gia đình. Các bác muốn mua củ bát này về để khớp vào hệ thống loa siêu trầm trong gia đình, các bác phải có một cái khối lượng thùng bét nhất là 150 lít. Biết nhất là 150 lít thì mới khai thác được cái khả năng trình diễn của củ loa bát này. Còn nếu mà được cái khối lượng thùng như cái thùng này em đang dùng này, đang demo nghịch này, thùng này nhá, có khối lượng là 188 lít, thì nó sẽ ra được cái nhịp tần số như em vừa kể đấy, tại trừ 3 dB là 38 Hz, đo tại mặt đất, còn chưa đo trên cao. Đo trên cao thì nó cũng chắc, thì nó cũng chỉ được khoảng tầm 40 Hz thôi. Đo tại mặt đất tức là đặt nằm xuống, xong đặt cái mic đo nó sát đất đấy các bác nhé. Từ 107 côn 76, gân cao su to, màng không chỉ đỏ, nóc to, nắp này là của loa 50 này. Màng của nó sần sùi, khung xương như thế này các bác nhé. Hiện tại một củ này bên em đang bán 1.550.000 một củ bao ship. Và củ loa này thì sắp tới em sẽ vào các cái dòng subwoofer bên em có ra mắt như là TH và THXL, tức là TH115 XL và TH115 mini, thì nó sẽ sử dụng cái củ loa này vào. Với những dòng XL thì tiếng bát nó đánh sẽ mạnh hơn, êm hơn và sâu hơn. Còn với dòng mini thì nó chỉ cần kêu được là được. Với nhiều các bác là bán hàng nói thẳng ra là kêu được là được. Thì hôm nay là giới thiệu các bác được cái củ loa. Đây nhá. Thì em mang thông tin đây. Củ này là củ của Phúc Thịnh, công ty Phúc Thịnh, củ loa hàng đầu tại Việt Nam, về chất lượng cao, giá thành rất là hợp lý các bác nhé. Con này là dây quấn ở trong cái côn là dây 4 lớp dây quấn, và kích cỡ dây của nó khá là to, từ 107 côn 76. Đấy, khung xương nó còn như này thôi, nó không có hoành tráng lắm, nhưng vào được cái thùng như này nó ra được cái chất của nó rất là hay. Còn nếu như các bác mà thích cái thùng nó kiểu khối lượng lớn như này thì thùng này là thùng mẫu demo nhá, em không đặt được lưới, em không bán. Còn nếu mà cái thùng này mà đặt được lưới thì giá nó sẽ khá là cao. Và bên em làm thì sẽ theo cái tiêu chuẩn của đúng cái chất của cái dòng súp, là đánh phải được cái tiếng nó nực, mạnh, êm, sâu. Con này thì các bác chơi gia đình hoặc là phòng trà vừa nhỏ thì khối lượng thùng ít nhất là phải được 150 lít. Tính khoảng cách, tính khối lượng như nào các bác gọi điện trực tiếp cho em chia sẻ thôi. Còn nếu mà em kể luôn ở trên đây ý, thì những cái thùng độc quyền của bên em không bán được nữa. Các bác copy ngay, các bác tinh lắm, các bác khiếp, các bác như là ma quỷ, các bác cái gì cũng đòi phải ngon, bổ, rẻ, bền, hay, đẹp. Đấy, thế thì làm gì có. Thế cái công nghiên cứu và công phát triển thì nó đi vào nó mũi hay là đi vào ngõ cụt. Thì đây nhá, khoe các bác đến củ bát này. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp 1.550.000. Clip test em sẽ test trong clip lần sau. Củ loa độ nhạy 91 dB, công suất khởi chạy là 350W, công suất chương trình là 700W, công suất tối đa là 1400W trong vòng 3 giây. Các bác liệu lựa chọn công suất để mà đánh, trở kháng danh nghĩa là 8 ohm các bác nhé, trở kháng danh nghĩa là 8 ohm. Nhưng mà nói thế thôi, thực ra ấy, con này thì các bác đánh tầm 600W liên tục trong vòng 8 giờ đồng hồ thì khả năng nó sẽ đứt.
Đây là công suất liên tục nhé. Còn công suất mà các bác nghe thì cứ tầm 300 đến 500 W thôi. 300 đến 400 hoặc 500 thôi. Tối đa là khoảng tầm 800 W trong vòng 2 tiếng hoặc 600 W trong vòng 8 tiếng. Đó, thường thường nó là thế. Bởi cái loại củ loa mà nam châm thép từ như này, hàng của Việt Nam, nó chỉ đến thế thôi, nó không thể cao cấp hơn được đâu. Đấy, còn anh em nào muốn hàng Trung Quốc, em có cả hàng Trung Quốc nhé. Em có hàng của Trung Quốc là từ 190 côn 76. Nhưng mà nó sẽ không có cái này. Nó sẽ không có chỉ khâu đỏ. Nó không có màng khâu đỏ này đâu. Cái hàng này hàng Việt Nam mới cứng nhá, nhưng mà không biết làm sao hay là cái thương hiệu này người ta cố tình làm cái keo nó nhoe nhoét này, em nhìn em không ưng thôi. Nhưng mà thật ra là em mong muốn là cái tần số đáp ứng của xúc ấy nó phải xuống được dưới 43 Hz tại -3 dB. Nhưng con này thì nó làm được, con này là vào 38 Hz tại -3 dB trên cái khối lượng thùng 188 lít này. À, còn các bác muốn mua thùng xúc, khối lượng thùng mong muốn là bao nhiêu, xúc mặt hay là xúc hầm, các bác gọi cho em. Đây là xúc mặt nhé, dạng bát nằm nghiêng, nó như thế này. Đây, em kê lại cho các bác xem, nó nằm nghiêng như này. Đấy. Khi vỗ màng này, nghe tiếng nó rất là nực. Các bác kết nối với tai nghe là các bác nghe thấy tiếng nó rất là nực. Nó đánh thình thịch luôn, kêu êm lắm. Đánh này sáng nay em kép thử với dòng F18 thì nghe rất là hay. Còn kết nối với F28 thì em chưa thử. Kết nối thử với F18 thì đánh nghe có vẻ là rất là sướng tai. Nếu như các bác chơi trong gia đình thì gần như là không có đối thủ đâu. Đấy. Củ loa 15 inch, giá có hơn triệu, triệu rưỡi một củ bao ship, 1.550.000 một củ bao ship, 3 triệu của tôi bao ship. Nó giá nó chỉ xem với một số dòng củ loa Trung Quốc, cấu hình vừa và rẻ thôi các bác nhé. Ok, video đến đây kết thúc. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những clip lần sau. Hẹn các bác trong clip demo TH115XN sử dụng của nó bát này. Nó đánh rất là ghê, rất là nực luôn, đánh rất là hay luôn. Đây thì là em nói luôn để các bác hình dung cho dễ hẳn đây này. Hai cái thông số này là một cái nó của PEF 15/7526 và một cái là của xúc các bác nhá. Thì em sẽ ẩn cái 15/7526 đi. Đấy là bát của cái loa mà em hôm trước em lắp trong cái loa A15 lắp tạm để mô nghịch các bác nhá. Thì đây là cái thông số đáp tuyến và trên này là thông số vòng pha. Thì đây là em sử dụng công cụ cắt có sẵn ở trên chiếc đẩy 3 kênh ấy. Đấy, và bây giờ em sẽ nâng cái này lên, thì nâng cái này lên khoảng tầm như này. Đấy, ok. Thì tại tần số mà -3 các bác nhé, -3 là dưới này, thì nó được 35 Hz này. Nâng lên thì nó được như này. Còn để nguyên bản nên đây là +4 rồi. Để lấy mẫu cân bằng là -3 đỉnh +3 này. Đấy. Đây là sử dụng công cụ cắt có sẵn ở trên cái chiếc đẩy 3 kênh các bác nhé. Thì đây là 34 nhé, tại -3 tại cân bằng 0 này thì là 40 Hz cơ bản nhé. Và đỉnh điểm cao nhất đây thì là 47.8 Hz. Xong bắt đầu xuống từ từ, xuống từ từ. Đấy, thì lại cân bằng đây là 120 Hz. Xuống -3 dốc luôn là vào 127 Hz. Và cái độ nhạy của củ loa là 91 dB. 91 dB. Đây độ nhạy đang để cộng thêm là 4 dB đây. Em sẽ cho cái này cân bằng lại về 0 dB. Ok, cân bằng về 0 và trên này nữa là loa của Phúc Thịnh. À, cái loa của Trung Quốc. Con này thì độ nhạy nó cao. Đấy. Về cơ bản là cái tần số đáp ứng giải trầm thì nó như nhau, nhưng cao thì nó sẽ bị hụt hơn. Đấy. Thì chênh lệch độ nhạy là 6 dB, con kia 97 dB và cái con Phúc Thịnh này là có 91 dB thôi. Đấy. Nhưng cái bát kia mà đưa vào đánh súp thì khói ngay, nhưng con bát này không mà đánh cả ngày chưa khói được. Bao giờ đánh căng lắm nó mới khói. Đấy nhá. Đây, thực tế để mà nói là như thế. Thì bát em cũng có lắp thử và tháo ra lắp vào khá là nhiều. Sáng nay tháo ra lắp vào khá là nhiều và ra được cái chất lượng và thông số như thế. Mong các bác đón nhận cái củ loa này. Cái này khi khớp được với thùng nhá, một số cái thùng mà kiểu nó hầm ấy, không phải là 91 dB nữa mà nó sẽ lên được 93 hoặc 95 dB. Nó là như thế các bác nhé. Ok, bây giờ chính thức là kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.